hẹn lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FVNC tối 4 tháng 1. Kính thưa quý vị, Cục Đo đạc Địa chấn Mỹ mới đây vừa cho biết, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter vừa xảy ra tại Đông Bắc Ấn Độ, gần biên giới Ấn Độ-Myanmar vào rạng sáng ngày 4 tháng 1. Trận động đất đã khiến hàng chục người bị thương và gây ra cảnh hỗn loạn tại khu vực này khi mọi người đổ ra đường lánh nạn. USGS đã ban hành cảnh báo vàng về mức độ thương vong của trận động đất. Cảnh báo vàng có nghĩa là dự báo có khoảng từ 1 đến 10 người thiệt mạng do các rung lắc của trận đất. Tính đến 4 giờ chiều cùng ngày, thì ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, đa số ở bang Manipur, nơi xảy ra động đất. Theo các quan chức Ấn Độ, số thương vong có thể còn tăng cao. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tổ chức một buổi họp báo đầu năm để vạch ra những thách thức nước Nhật phải đương đầu trong năm 2016. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẽ nâng cao vị thế của Nhật Bản trong bức tranh ngoại giao quốc tế khi làm chủ tịch hội nghị các nước G7 vào tháng 5 tới. Ngoài ra, ông Abe cũng chia sẻ thêm về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Hàn Quốc. Vào thời điểm này, đầu tiên chúng ta cần có một cuộc họp giữa các ngoại trưởng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc để bàn về kế hoạch chi tiết tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc và Hàn Quốc. Về vấn đề kinh tế, ông Abe cho biết hiện nước Nhật đang dần thoát khỏi tình trạng giảm phát và ông kỳ vọng chính phủ và ngân hàng trung ương Nhật BOJ sẽ cùng nhau giải quyết triệt để vấn đề này. Chúng ta đặt vấn đề kinh tế lên hàng đầu trong 3 năm nay, mặc dù chỉ mới đi được một nửa chặng đường, nhưng chúng ta tạm xem như đã thoát khỏi tình trạng giảm phát. Khi được hỏi liệu những nhận định của mình đưa ra về giảm phát có phải là còn quá sớm hay không, ông Abe cho biết Nhật vẫn chưa hoàn toàn giải quyết triệt để tình trạng giảm phát, mặc dù chính sách nới lỏng định lượng tối đa của BOJ đã đưa giá tiêu dùng chung của Nhật tăng lên. Cũng liên quan đến Nhật Bản, thưa quý vị, hàng trăm chủ doanh nghiệp nước này đã đứng xếp hàng trước cửa ngôi đền Kanda nổi tiếng tại Tokyo trong ngày đầu tiên của năm mới để cầu cho vạn sự may mắn và kinh doanh thành công trong năm nay. Hai trong số 7 vị thần được thờ tượng trưng cho sự phát đạt nên đền Kanda Nhật Bản được xem là ngôi đền có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân nước này, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó mà hàng năm, vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các chủ xưởng, doanh nhân tại Tokyo lại đến ngôi đền này để cầu xin những điều tốt lành sẽ đến cho doanh nghiệp của mình trong năm mới. Tôi hy vọng doanh nghiệp của tôi được cải thiện, dù chỉ là một chút thôi, nhưng quan trọng là mọi người đều phải khỏe mạnh thì chúng tôi mới có thể làm việc hiệu quả. Trong khi đó, nhiều người cũng cầu nguyện tại một góc khác của ngôi đền. Tôi làm công việc chân tay nên tôi chỉ cầu nguyện mình sẽ không bị thương tật gì. Ngoài ra, tôi hy vọng các công ty cũng không bị phá sản. Chính phủ Nhật Bản hiện đang kỳ vọng sẽ thúc đẩy các công ty tăng lương trong năm sau để kết thúc cả chu kỳ tăng trưởng yếu ớt. Mặc dù vậy, sự suy giảm tại các thị trường mới nổi và nhu cầu yếu ở nước ngoài có thể sẽ là những yếu tố cản trở các công ty tăng lương cho nhân viên. Hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor cùng với công ty con là Kia Motor vừa tuyên bố xác định mức doanh số toàn cầu trong năm nay là 8,13 triệu chiếc, tăng 1,5% so với năm 2015. Kết lại năm 2015, Hyundai và Kia chỉ bán được 8,01 triệu chiếc, thấp hơn mục tiêu 8,2 triệu chiếc. Đại diện hãng sản xuất ô tô lớn thứ 5 trên thế giới cho biết, hãng này kỳ vọng doanh số trong năm nay sẽ có tăng trưởng nhờ vào chính sách giảm thuế trên các dòng xe nhỏ. Tuy nhiên, nhu cầu yếu ớt tại các thị trường mới nổi ngoài Hàn Quốc vẫn đang là một áp lực lớn. Hyundai và Kia đang nhắm vào các thị trường như thị trường nội địa Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu. Cổ phiếu của Hyundai kết lại năm 2015 giảm tổng cộng 12%. Trước đó, kết năm 2014, mã này đã giảm 29%. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng quay trở lại với bản tin tối FVNC với những phần tin tức kinh tế thế giới đáng lưu ý sau đây. Bộ Tài chính vẫn tăng phí đường bộ qua trạm BOT từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Vay tiêu dùng, chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng phải tìm hiểu kỹ hợp đồng.